Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel Tuấn Anh Mèo Vạc. Và các bạn ơi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn biết một món ăn rất là độc đáo và rất là ngon miệng của người vùng cao ở Hà Giang. Đó là món khâu nhục các bạn ạ. Món khâu nhục này thì được chế biến một cách rất là cầu kỳ. Và để chế biến được món ăn này thì người đầu bếp sẽ phải chế biến một cách rất là kỳ công. Và đây là những cái công đoạn mà làm nên món khâu nhục này các bạn ạ. Đầu tiên chúng ta sẽ mua thịt ba chỉ về. Sau đó chúng ta sẽ thái thịt hình vuông như thế này. Rồi tiếp tục chúng ta cạo sạch lông ở phần bì đi. Sau đó chúng ta luộc chín lên các bạn. Sau khi mà thịt đã được luộc chín thì chúng ta sẽ vớt ra và để ráo nước. Sau đó để nguội. Rồi chúng ta sẽ dùng những cái cây nhọn hoặc là có miếng sắt nhọn, chúng ta sẽ đâm thủng cái phần bì đi, đâm thật nhiều lỗ, càng nhiều lỗ càng tốt, nhưng mà tránh đâm cái phần bì nó nát quá. Sau đó chúng ta sẽ dùng muối tinh, chúng ta sẽ xoa vào phần bì để cho nó thấm ít muối vào phần bì và để miếng thịt một lúc. Sau đó chúng ta bắc lên bếp một chảo thật là nhiều dầu để chúng ta chiên. Và chúng ta sẽ chiên bằng cách là chiên ngập dầu như thế này. Và miếng thịt nó sẽ trông đẹp mắt và giòn. Khi mà chúng ta cảm thấy là cái miếng thịt nó vàng rồi ấy, thì chúng ta vớt ra. Và nếu như trường hợp mà cái bì của miếng thịt nó không nổ ấy các bạn, nó không nổ và nó vàng như cái cốm ấy, thì khi chúng ta chiên xong thì chúng ta sẽ để nguội miếng thịt, tiếp tục đun thật nóng mỡ lên. Sau đó chúng ta thả vào lần thứ hai và chiên lần thứ hai với một mức lửa nhỏ lửa thôi, thì nó sẽ được vàng và nó sẽ nổ đều. Mục đích làm cái miếng bì nổ này, nó sẽ tạo ra một cái mùi thơm cho thịt rất là thơm. Và các bạn nhìn thấy thì miếng thịt nhìn rất là bắt mắt các bạn ạ. Trong những cái công đoạn làm của món khâu nhục này thì không thể thiếu được cái công đoạn này. Chúng ta sẽ phải trao thịt thật vàng lên. Và đây là những cái rau cải khô các bạn ạ. Rau cải khô thì chúng ta sẽ ngâm nước cho nó mềm đi và sau đó chúng ta rửa thật sạch rồi để ráo nước. Rau cải khô này cũng là một cái món mà không thể thiếu được ở trong cái phần tạo nên gia vị của khâu nhục. Và món khâu nhục này thường thường thì người ta làm ở trong cái mâm cỗ này, ngày Tết này, rồi đám cưới này, một cái việc lớn trong gia đình. Chứ còn nếu mà chúng ta bình thường chúng ta đun một món khâu nhục thì rất là mất thời gian và công sức làm rất là lâu các bạn ạ. Những gia vị để tạo nên món khâu nhục này gồm có hạt dổi này, mắc khén này, rồi là thảo quả. Khi chúng ta có những nguyên liệu này rồi, chúng ta sẽ rang vàng lên, rang cho thơm lên. Và sau đó chúng ta dùng chày để giã, giã cho nó mịn ra. Chúng ta có thể lấy cái giá ở nhựa ấy, sau đó chúng ta sàng, sàng để lọc ra những cái hạt nhỏ. Và sau khi thịt đã trao xong thì chúng ta sẽ ngâm vào nước lã cho nó mềm thịt đi. Mục đích ngâm vào nước lã để cho mềm thịt đi, để chúng ta dùng dao chúng ta thái cho nó dễ dàng, chứ không là phần bì nó rất cứng. Và đây là những miếng thịt mà đã được ngâm nước lã rồi các bạn. 10 đến 20 phút hoặc đến 30 phút thì chúng ta sẽ vớt ra. Vớt ra để ráo nước và bắt đầu công đoạn tiếp theo là chúng ta sẽ... Và miếng thịt được ngâm thì nó rất là mềm. Và các bạn thử xem khi mà thịt đã được trao vàng lên thì ngâm vào nước nó dậy mùi thơm lắm các bạn ạ. Chưa nói đến cái phần làm tiếp theo, nhưng mà cái phần này đã thấy mùi nó rất là thơm rồi. Và đây là cái công đoạn mà cũng rất là quan trọng và cầu kỳ. Đó là chúng ta sẽ ép miếng thịt vào bát. Chúng ta sẽ dùng dao thái và thái miếng to như thế này. Sau đó chúng ta sẽ ép vào phần cái bát loa và chúng ta dùng cái bát loa chúng ta để thịt lên. Và khi để thịt ý, thì người ta để một cái phần lỗ lõm ở phía trong cái bát. Mục đích để làm gì? Mục đích cái phần lõm này chúng ta sẽ cho gia vị và rau vào trong đấy. Và rau cải khô lúc nãy mà rửa rồi ấy các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy là cái lỗ ở cái phần mà người ta tạo ra ở trong cái bát này đều có mục đích cả. Và đây là những cái bát đã được xếp thịt một cách rất là đẹp mắt và vừa vặn.
Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục dùng một cái ít lá tỏi các bạn. Xong chúng ta giải lát ở phần trong một cái lỗ mà mình để miếng thịt ý. Giải lát xong rồi chúng ta sẽ cho rau vào. Cho rau vào từng bát như thế này. Và đây là nước hạt điều đỏ các bạn ạ. Nước hạt điều này đã pha với lại hạt dổi, mắc khén và hoa quế, hoa hồi, thảo quả mà đã được rang lên và sàng nhỏ đi rồi các bạn. Thì nó sẽ được như thế này. Và mục đích là chúng ta sẽ tạo màu cho miếng thịt nhìn nó đẹp mắt hơn. Và những cái gia vị có trong ở nước này thì nó sẽ tạo mùi thơm và nó có đậm chất mùi của khâu nhục. Sẽ dưới đều hết phần bát. Sau đó gia vị nó sẽ ngấm vào từng thớ thịt một, nó mùi dậy mùi rất là thơm. Thực ra đây là một món ăn rất là cầu kỳ và rất là thơm ngon, bổ dưỡng các bạn ạ. Thậm chí rất là phù hợp với những người già, bởi vì là thịt nó rất mềm và nó nhũn ra. Nên là khi ăn cảm giác nó không béo, không ngậy. Ăn nó rất vừa miệng. Các bạn cảm giác như nếu mình ăn một miếng thịt mỡ nó rất ngấy, nhưng mà khi mà ăn khâu nhục này nó không có một tí nào ngấy cả. Công đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ phải dùng túi ni lông bọc vào bát đấy và buộc kín vào để cho nó tránh gia vị nó bị trào ra ngoài. Sau đó chúng ta sẽ cho vào nồi. Và nồi thì chúng ta sẽ đun bằng hình thức là cách thủy các bạn, giống như chúng ta đồ xôi vậy. Và xếp những cái bát thật là ngăn nắp, thật là cẩn thận. Không lúc nó sôi thì nó sẽ đổ bát ra thì nó sẽ gia vị nó sẽ bị tràn ra ngoài thì nó sẽ mất ngon. Và trong khi mình xếp bát này thì tất nhiên rồi, cái nồi nó không thể vừa vặn cho những cái bát này, nên là chúng ta sẽ phải dùng nhiều cái bát con để chúng ta kê và cho thêm vào đấy để chèn vào trong đấy để cho nó tránh cái trường hợp là bị đổ bát thịt. Và cứ thế chúng ta sẽ xếp đều lên. Và xếp vẫn có để một vài khe hở để cho hơi nước bốc lên để chín được những miếng thịt ở phía bên trên nồi. Và chắc chắn rồi, khi chúng ta đậy vung vào thì nó sẽ chín một cách rất là đều. Món khâu nhục này thì ở trên Hà Giang mình thì bán với một cái giá thành rất là cao. Bởi vì các bạn nhìn đây, các bạn đã biết rồi, giá của nó cao cũng phải thôi. Bởi vì là cái công đoạn làm nó rất là cầu kỳ và rất là nhiều bước. Những cái bước mà làm nên cái khâu nhục này thì nó rất là tốn thời gian. Và chúng ta sẽ bắc lên bếp và đun. Sau đó chúng ta sẽ đun tầm khoảng 3 tiếng đến 3 tiếng rưỡi. Hoặc là ai muốn ăn nhừ hơn thì có thể đun lâu hơn. Và cuối cùng thì nó sẽ là một thành phẩm, một món ăn rất là ngon, bổ dưỡng và ăn với cơm rất là hợp. Và thường thường thì bà con trên này hay ăn với mèn mén các bạn ạ. Và đặc biệt một cái là món khâu nhục này lên mâm nó rất là đẹp. Trên đây mình đã giới thiệu cho các bạn biết được những cái công đoạn làm những món khâu nhục. Và mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình và theo dõi kênh của mình trong thời gian qua. Xin chào và hẹn gặp lại.